Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Radio Sài Gòn TV. Thưa quý vị, trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến trường hợp của một gia đình đưa con đi chơi ở chỗ Magic Mountain. Thì khi mà lên trên cái vòng quay á, gọi là giống như tàu lượn siêu tốc, nó chạy nhanh quay vòng vòng, thì một người, những người cầm cái điện thoại để mà họ quay cái cảnh đó, hay là để selfie, để thấy cái gương mặt mình lúc đó nó rùng rợn sao, mình hét lên như thế nào, thì nó đã va vào trong mặt của cái cô bé này 8 tuổi. Thì lúc đó ngay ở trên đó thì người mẹ cũng không biết làm sao hết, bởi vì cái tàu nó đâu có dừng lại được, mà la lên thì người ta cũng không có nghe, chả phải chờ đến khi nó dừng lại. Thì lúc đó xuống đó, gia đình này nói rằng là họ rất là bất ngờ với cái cách mà cư xử của cái chỗ, cái công viên này, là bởi vì khi họ hỏi rằng cần một cái sự giống như là cấp cứu về y tế, thì chỉ có những người ở cái nhân viên ở ngay cái khu vực đó, họ đi lấy những cái giống như là cái giấy tích siêu vậy đó để cho cầm máu lại, rồi gia đình tự lau chùi, rồi xong rồi sau đó thì đi bệnh viện. Mà đến ngay cái người thanh niên mà cầm cái điện thoại đó mà quơ trúng mặt của cái cô bé này cũng vậy, nói là anh ta cũng thể hiện một cái sự vô trách nhiệm, là anh ta cũng chỉ đi đến nhìn cái, nói ơ này không sao đâu, xong là anh ta đi mất tiêu. Thì đến khi chiều đó, bố của đứa bé mới quay lại cái chỗ, đến cái chỗ này, nói là muốn gặp những người để giải quyết cái sự việc này coi như thế nào, muốn xin cái tên của cái người đàn ông mà đã làm cho mặt của con của ông này bị thương tích mà giờ phải mai 10 mũi như vậy. Thì cái công việc nó là họ không có cung cấp, họ không có làm gì hết, họ chỉ đưa lên một cái bảng nói là cái quy định của những cái công viên này là khi mà vào đó chơi thì phải tuân thủ những cái việc đó, sẽ không có những cái chuyện mà đưa lên báo chí, rồi quy tắc an toàn vân vân, họ nói rất nhiều, nhưng mà họ không có cung cấp cái danh tánh cũng như là những cái bất kỳ những cái thông tin nào về cái người đã gây nên tai nạn, mà cũng họ cũng chưa có tỏ ra một cái gì để mà họ chịu trách nhiệm trong cái vấn đề mà du khách đến chơi bị tai nạn như thế này. Ông bố cũng nói thêm á, là ông rất là lạ trong cái điều kiện mà cái vòng quay nó quay nhanh như thế, mà hầu như bước xuống tới ai cũng cầm cái phone ở trên tay hết, tức là họ quay lại cái cảnh đó. Thì đó, Ngọc Lan mới nhớ là hôm trước khi mà đi vào Disneyland đó, mới hiểu là lý do tại sao mà khi mà mình đi qua cái cổng mà soát vé, người ta kiểm tra cái hành lý, cái túi của mình, thì ai mà mang theo cái cây mà để selfie đó là họ bắt mang ra xe bỏ lại hoặc là vứt luôn, chứ họ không có cho mang vào. Rồi mình cũng nghĩ đúng là khi mà cầm cái điện thoại nó đã nằm ở trong tay rồi, mà nó cũng có thể xảy ra những cái tình trạng mà gây thương tích cho người khác như thế này, thì nó nguy hiểm vô cùng. Cái cây selfie stick á, mà tiếng Việt mình gọi là cây tự sướng á. Cây tự sướng thì như Ngọc Lan hôm bữa tôi cũng ngạc nhiên, tại vì cái cây tự sướng đó mình, tại sao mình không được mang vào Disneyland. Thì sau khi tìm hiểu mới biết được là khi mà chúng ta đi chơi trên những cái con tàu lượn cao tốc, siêu tốc gì đó, thì cái cây đó nó có thể nó rớt ra, và khi mà nó rớt ra nó có thể mắc và kẹt vào trong bánh xe của cái tàu lượn đó, hay nó trúng ai, hay nó sẽ gây ra những cái tai nạn khi mà rớt cái cây đó, cho nên họ không cho mang vào. Mà như Ngọc Lan nói đó, một là mang ra ngoài xe, hai là họ quăng vào thùng rác luôn. Thế thì cái đoàn của Ngọc Lan đi là bị quăng vào thùng rác, tại vì không có xe, không có xe để mà mang ra đó. Mà cái cây đó chắc mắc tiền không? Mắc tiền lắm hả? Dạ, tại vì khi kéo ra thì anh đó cuối cùng là bắt buộc anh vứt thùng rác luôn. Trời ơi, họ không giữ cho mình hả? Không, họ không giữ. Ở chỗ đó không có chỗ nào để giữ lại hết. Thế thì ngày hôm qua đó, khi mà nói chuyện về cái vấn đề này đó, tôi mới nghĩ rằng là, ủa, nếu mà mình đi lên máy bay và mình cầm theo cái cây này được hay không?
cây tự sướng này nè. Đó, tại vì tôi đang có ý định đó, nếu mà đi máy bay mình cầm cái cây tự sướng mình vừa đi mình vừa quay livestream đi vô máy bay làm sao. Thì lúc bây giờ tôi cũng đang thắc mắc coi là lên máy bay họ có cho mình mang lên hay không. Ngọc Lan có nhớ là sau những cái khủng bố trên máy bay đó thì tất cả những cái gì mà nhọn nè, sắc nè, bén này kia đó là không được mang lên. Cái cây đó cũng có thể làm một cái vũ khí gì đó được mà. Đó, cho nên mình cũng đang thắc mắc. Thế thì tôi lên cái trang mạng TSA, tức là cơ quan an ninh hàng không của Mỹ, và hỏi là cái cây selfie stick được mang lên máy bay hay không. Thì họ trả lời là cây selfie stick được mang lên máy bay và được gửi trong hành lý ký gửi luôn, cả hai đều được hết, miễn làm sao mà cái cây đó nó nằm gọn gàng trong cái hành lý xách tay lên máy bay của mình, chứ không nó bị dài ra quá hay nó lòng thòng quá đó mà mình không có bỏ vừa lên trên cái ngăn để hành lý trên đầu của mình á, thì họ không cho mang lên. Miễn làm sao mà thu gọn nó lại được, mình nhét vào trong cái hành lý của mình được á, thì mình được mang lên. Cho nên kỳ này là sẽ làm một cái phóng sự ha. Phóng sự lên máy bay như thế nào. Rồi. Anh Trường đang nói đến cái chuyện mà đi máy bay. Thì tuần rồi một người gọi là gì, tiếp viên hàng không, đúng không? Gọi tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không. Đã được vào trong danh sách giống như là kỷ lục Guinness là người lớn tuổi nhất. Anh Trường tưởng tượng cái người mình đi máy bay mình thấy những tiếp viên hàng không đó, nhất là châu Á là toàn là rất là đẹp, trẻ đẹp. Riêng máy bay của mấy cái hãng giống như của Mỹ thì người ta không có cần cái tiêu chuẩn mà trẻ đẹp, miễn sao có đủ sức khỏe. Thì cái người mà tiếp viên hàng không mà cao tuổi nhất đến thời điểm này 45. Bà này 86 tuổi. 86 tuổi, bà tên là Betty Nash. 86 tuổi, bà được xem là người tiếp viên hàng không lâu đời nhất và cũng là cao tuổi nhất của American Airlines. Làm được bao nhiêu năm? Bà làm từ năm 1957 đến bây giờ. Đó, thì trong hình quý vị thấy đó, hôm vừa rồi thì người ta vừa mới vinh danh bà, rồi bà vẫn tiếp tục đi làm, chứ không phải là bà đã nghỉ. Đó là người làm lâu năm nhất và cũng là cao tuổi nhất của American Airlines, cũng như là được vào trong cái kỷ lục Guinness. Bà đi làm từ năm 1957 ha, mà người ta đã cho, sau đó người ta cho bà được quyền chọn cái giống như là chọn cái đường bay á. Chọn cái đường bay thì bà nói là bà chỉ chọn cái tuyến là New York, Boston, Washington DC. Bà chọn cái tuyến đó suốt bởi vì bà nói là cái tuyến đường đó nó giúp cho bà là mỗi ngày bà đều có thể trở về nhà, chứ không phải là bay suốt luôn, trở về nhà để mà chăm sóc con của bà có một người con bị khuyết tật. Thì cho đến ngày hôm nay bà vẫn phải còn chăm sóc người con đó, nhưng mà bà giống như là một cái cách bà tri ân cái công ty American Airlines cũng đã tạo điều kiện cho bà làm việc, cho nên là người ta nói là suốt bao nhiêu năm nay và nhiều hành khách mà đi trên các cái chuyến bay đó thường xuyên, người ta cũng đều quen biết với bà này, là từ năm 57 mà làm suốt bây giờ là 86 tuổi rồi vẫn tiếp tục cái công việc đó. Trong khi đó có một cái bản tin liên quan tới người Việt Nam ngày hôm nay. Thưa quý vị, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Dean Trần ở tiểu bang Massachusetts ngày hôm nay bị truy tố về tội ăn cắp súng từ một người lớn tuổi hơn 60 tuổi hoặc là người khuyết tật, ăn cắp trên giá trị là 250 đồng, và cũng có tội là lường gạt những người gọi là điều tra viên của cảnh sát. Chuyện xảy ra là vào tháng 6 của năm 2019 đó, thì khi mà ông thượng lúc bây giờ là còn đang là thượng nghị sĩ, bây giờ là ông là cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang đó rồi. Ông 46 tuổi và đi thăm một gia đình của một cái người gọi là trên 60 tuổi và bị khuyết tật. Thì khi mà tới đó thì không biết lý do làm sao mà ông biết được trong nhà này thì người chồng quá cố của bà này hồi trước có sở hữu nhiều cây súng. Rồi khi mà tới nói chuyện với bà này thì ông nói rằng là bán cho tôi lại hết những cây súng đó đi, chồng của bà đã qua đời rồi thì để lại cho tôi đi. Thì ông ta làm một cái bản buôn bán đàng hoàng, ký kết hàng là bán 8 cây súng của ông chồng quá cố cho ông Dean Trần này với giá là 1.500 đô. Nhưng ngày hôm sau thì cái bà này bà mới nghĩ lại, bà nói không, tôi không thể nào bán được những cái cây súng kỷ niệm của chồng tôi được. Bà đòi lại thì ông này ông mang trả lại. Ngày hôm sau liền ông mang trả lại, lấy tiền lại.
Rồi sáng hôm sau nữa đó, qua ngày thứ nhì đó, thì ông lại sáng sớm tới và đã dùng cách nào đó để vào trong nhà bà này được. Đó. Và ông ta đã cố gắng lấy cái chìa khóa của cái két sắt, mặc dù lúc bây giờ bà đã đưa cái chìa khóa mà bà trốn thì bà sợ quá, bà đưa chìa khóa không, bà trốn luôn ra đằng sau nhà bà trốn. Ông này mở két sắt lấy cắp một khẩu súng 45 ly, rồi đi về. Qua ngày hôm sau là ngày thứ ba nữa, thì ông lại mang cái súng đó trả lại nữa, sau khi bà này đòi, bà nói bà bị mất cái súng. Đó. Khi cảnh sát điều tra thì ông này đưa ra nhiều lý do quanh co lắm. Rồi cảnh sát cũng điều tra thêm là ông này đã có một cái giấy gọi là mang súng trong người đã hết hạn, mà cố tình khai man để được có tờ giấy mới. Đó. Bây giờ từ hôm tuần vừa rồi thì người ta bắt đầu người ta mang những cái chuyện này ra, và biện lý của tiểu bang bắt đầu truy tố ông này về những cái tội lường gạt người cao niên, rồi trộm cắp một cái gì đó trên 250 đồng trong nhà, và khai man với cảnh sát về cái giấy được sở hữu súng của mình nữa. Thì đây là một tin có liên quan tới người Việt Nam, mà ông này ở tiểu bang Massachusetts từng là cựu thượng nghị sĩ tiểu bang. Wow, nghe nó cái hành này nó lạ quá ha, lùng nhùng lỗ tai. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại.